Hello everyone, welcome to Hi English TV channel. Xin chào các bạn, như các bạn đã biết, khám phá bảng chữ cái là bước đầu tiên để bạn học một ngôn ngữ mới. Tiếng Anh cũng vậy, học phát âm bảng chữ cái đầu tiên giúp mình tự tin đánh vần tên tiếng Anh của mình, cũng như nghe và hiểu được tên của các bạn nước ngoài. Như các bạn biết đấy, tiếng Việt của chúng ta có hệ thống vần và cách ghép vần, nhưng trong tiếng Anh thì không. Chính vì vậy, ngay cả người bản xứ thỉnh thoảng cũng phải hỏi cách đánh vần tên riêng, khi mà họ không biết chắc từ ấy viết thế nào. Vì thế, hôm nay chúng ta cùng nhau học cách phát âm bảng chữ cái thật chuẩn nhất nha. Sau khi kết thúc tất cả các chữ cái, mình sẽ chỉ cho các bạn một tip để các bạn vừa luyện phát âm 26 chữ cái và đồng thời có thể học phát âm các từ khác nữa nhé. Còn bây giờ thì mình bắt đầu bài học nha. Let's get started! Mỗi chữ cái mình sẽ hướng dẫn các bạn phát âm 3 lần, 2 lần chậm hơn và 1 lần với tốc độ bình thường. Are you ready? Good job. The first letter is letter A. Các bạn nghe và phát âm thật rõ nha. A. Good. A. Well done. This is an apple. Các bạn chú ý chữ cái A. Mình mở miệng to và rộng. Apple. Very good. Apple. Good. And now we come to letter B. Bạn chú ý. B. E. Kéo dài và mạnh một chút. B. Very good. B. Good job. And he is bag. A ở giữa cũng to và rộng miệng một chút nha. Bag. Bag. Good job. Now we come to letter C. 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 Bạn cũng sẽ phát âm dài và mạnh chữ E ở phía sau một chút nha. E. C. Good. And here is cat. Bạn chú ý nghe mình có phát âm đuôi t. Cat. Cat. Very good. And here is letter D. 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 D with duck. Duck. Âm cuối mình có phát âm k. Bạn chú ý nghe và lặp lại cho rõ nha. Duck. Perfect. Now keep on with letter E. Dài và mạnh nha. E. E. Cái này rất dễ phát âm đúng không nào? Nhưng mà cũng rất là dễ nhầm với lại chữ y ngắn trong tiếng Việt của mình. Vì vậy các bạn chú ý trong quá trình nghe và phát âm nha. Here we have letter E with egg. Nhớ mình có âm đu nha. Egg. Egg. Excellent. Let's come to F. Với chữ cái này, mình phát âm chữ F ở phía cuối nha. F. F. Good job. F with fish. 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 Well done. And here is letter tree. Bạn để ý, chữ này mình gồm hai bộ phận. Thứ nhất đó là âm đầu. Âm đầu mình sẽ phát âm giống như chữ chờ trong tiếng Việt của mình, nhưng bật hơi mạnh hơn một chút. Và chữ y thì kéo dài ra. Tree. 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 Very good. Tree with
Grapes. 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 Excellent. Ok, và bây giờ mình cùng ôn lại cách phát âm của các từ vừa học nha. Dizzy. Yes, tree. Very good. And grapes. Very good. How about this letter? Yes, E. E with egg. F. F with fish. Very good. Here we have C. C with cat. D with duck. A with apple. B with bag. Well done. Bây giờ mình tiếp tục với letter H. Để phát âm được chữ cái này, các bạn chỉ cần phát âm giống như chữ cái A và thêm ch ở cuối. Đọc lại cùng mình nha. H. 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 Very good. H with house. Nhớ phát âm đuôi S nha. House. House. Good job. This is letter I. 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 Từ này cũng rất là dễ đọc đúng không? Nhưng mà cũng rất là dễ nhầm với chữ cái E ở trên. Vì vậy các bạn chú ý trong quá trình nghe và phát âm nha. I with igloo. 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 Các bạn có biết igloo là gì không? Đó là nhà của người Eskimo được làm bằng băng tuyết đó. Now we move to letter J. J. Chữ cái J này rất dễ nhầm lẫn với lại chữ cái G. Vì vậy để nhớ từ này dễ hơn và lâu hơn thì các bạn hãy nghĩ đến các bạn làm nghề DJ ở trong các quán bar hoặc vũ trường. Again, J. Very good. J with jump. Phía cuối mình có P. Vì vậy các bạn nhớ bật âm cuối ra nha. Jump. Jump. Very good. Tiếp theo là chữ cái mà các bạn rất hay dùng mỗi khi đồng ý làm việc đó. Đó là ok, ok, ok. No, no, no. Chúng ta phải đọc là ok mới đúng nha. Vì vậy chữ này mình sẽ đọc là K. 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 K with kite. 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 Very good. Tiếp theo là chữ cái L. Để phát âm từ này mình chỉ cần phát âm E. O. L. Với chữ cái này ở cuối có phụ âm ăn L nên mình sẽ phát âm hơi giống với chữ O một chút nhưng nhẹ hơn. Bạn đọc theo mình nha. L. L. Very good. L with lemon. 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 Easy, right? And here is M. 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 Good job. This is a monkey. Tip để phát âm cho hay là chỗ nào nhấn âm thì giống như thêm dấu sắc và những chỗ còn lại thì mình thêm dấu huyền là được. Chúng ta cùng đọc lại nha.
Monkey. Monkey. Follow M is letter N. 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 Good job. End with net. 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 Very good. Và bây giờ mình sẽ hỏi lại một vài chữ cái để xem các bạn có nhớ được không nha. Busy. N. Very good. How about this? L. N. M. Good job. How about this one? Cái này hơi khó đó nha. Wow. You remember. Very good. J. And this E. K. Nice job. How about this letter? I. Well done. And here is H. Perfect. Bây giờ mình cùng tiếp tục với letter O. Chữ cái này mình có hai cách phát âm. Người Anh sẽ phát âm là O, hơi điệu một chút. Còn người Mỹ sẽ phát âm là O. Vì vậy các bạn có thể chọn một trong hai cách phát âm nha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn cách phát âm của người Anh. O. O. Good job. O with orange. Orange. Các bạn nhớ để ý âm cuối mình phát âm nha. Orange. Very good. Now we come P. Chữ cái này mình sẽ phát âm rất là giống với letter B. Nhưng chữ cái này cần bật hơi ra một chút, mạnh hơn một chút nha. P. P. Well done. P with pig. 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 Excellent. Tiếp theo mình sẽ có chữ cái Q. 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 Chữ cái này phát âm tuy dễ nhưng mà lại khó để liên tưởng đến vẹn mặt chữ. Vì vậy, để nhớ lâu hơn thì các bạn có thể vừa viết vừa phát âm. Thì như vậy các bạn sẽ nhớ lâu dài hơn nha. We have quiet. 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 Các bạn có biết quiet nghĩa là gì không nè? Shh. Im lặng, yên lặng nha. And now here is O. Chữ cái này cũng có hai cách đọc. Người Anh sẽ đọc là O. Người Mỹ sẽ đọc là or. Người Mỹ sẽ hơi uốn lưỡi ở âm cuối hơn một chút. Vì vậy nên nếu bạn thích giọng Mỹ thì bạn phải luyện lưỡi cong hơn và dẻo hơn một chút ha. Ok, ở đây mình sẽ nói theo giọng Anh. O. O. Còn đây là bạn nhỏ dễ thương của chúng ta. We have rabbit. 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 Very good. Now we come to letter S. 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 Các bạn nhớ phải bật âm cuối S ra nha. Very good. S with sun. 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 Good job. Here we have letter T. 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 Well done. T with turtle. 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 Là con rùa nè.
Very good. The next one is letter U. U trong I love you. Thì từ này là viết tắt của chữ bạn trong tiếng Anh, ha. Again, U. U. Good. And this E, umbrella. Từ này có 3 âm tiết nên hơi khó, các bạn chú ý nghe và lặp lại nha. Umbrella. Umbrella. Very good. Here is letter V. 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 Và đây là từ mà rất nhiều người phát âm sai. Có nhiều người đọc là violin. Nhưng mà bây giờ các bạn nghe mình đọc và phát âm nha. Violin. Trọng âm nằm ở âm cuối. Violin. Violin. Very good. Và đây là letter W. Bạn đọc lại chữ U một lần nữa nào. U. Nice. Vậy nếu hai chữ U đứng bên cạnh nhau thì nên phát âm như thế nào nhỉ? Mình sẽ đọc là W. Double nghĩa là hai lần đấy. W. W. Window. 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 Very good. Và đây là một chữ cái có vẻ là khó nhất trong bảng chữ cái, vì vậy nên bạn chú ý nghe và lặp lại nha. X. Mình sẽ có ba âm E, K, S. Nhưng các bạn làm sao để luyện ba âm này ghép lại thành một âm nha. X. 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 Very good. And here is fox. 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 Well done. Và đây là cặp chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Các bạn cùng lắng nghe và đọc theo mình nha. Why. 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 And yo-yo. 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 This is letter Z or Z. Thì cái Z có hai cách phát âm, đó là Z or Z. Các bạn có thể chọn một trong hai cách phiên âm nha. The last one, Z, Z. Very good. Zebra. 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 Very good. Now let's review the last time. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại một lần nữa nha. This is letter. Yes, letter Y. This is Z or Z. Very good. How about this? Is it W? Very good. And X. Good job. How about this letter? Right, it's V. And U. Very good. How about this? S. And T. This E, R, and Q. And here is O with P. Very nice. Good job. And congratulations. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bảng chữ cái tiếng Anh rồi đó.
Nếu cảm thấy chữ cái nào còn khó phát âm thì bạn tua lại để luyện tập thêm nhé. Và như đã nói từ đầu video, bây giờ mình sẽ chia sẻ một tip mà mình đã thử và cảm thấy hiệu quả để luyện phát âm bằng chữ cái của mình. Đó là mình thử tra một từ bất kỳ nào đó bằng cách đánh vần các chữ cái trong từ đó trên Google. Và để tìm ra đúng từ mà mình muốn tìm thì mình phải phát âm cho đúng. Nếu từ nào đó mà Google chưa nhận dạng ra được thì có nghĩa là mình phải cần luyện thêm. Và sau đó thì mình còn có thể học được cái cách phát âm của cái từ mà mình vừa tra nữa. Vì vậy nên mình cảm thấy nếu các bạn có thể áp dụng được cái phương pháp này thì bạn cũng có thể thử nhé. Mình vừa dạy xong một bài cơ bản nhất nhưng vẫn rất là quan trọng trong tiếng Anh cho các bạn rồi đó. Các bạn thấy như thế nào? Tiếng Anh vốn không khó, chỉ cần các bạn dành thời gian và luyện tập chăm chỉ thì sẽ thành công thôi, đúng không? Để có thêm nhiều bài học bổ ích về tiếng Anh hơn nữa, các bạn hãy đăng ký kênh Hi English TV và nhấn chuông nhận thông báo về bài học mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.